xin cho khói trầm thơm kết thành mấy năm sắc dâng lên khắp mười phương cúng dường vô lượng Phật vô lượng chư Bồ Tát cùng các thánh hiền tăng nơi pháp giới dũng phong kết đài sen rực rỡ quyền làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ sinh mọi loài chúng sanh từ bỏ cõi lãng quên theo đường giới định huệ quay về trong tình thức Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Tát Dung nhan Phật tốt lạ lùng hào quang soi sáng khắp cùng mười phương từ bi quay đức khôn lường ra đời tế độ sáu đường chúng sanh được thấy tướng lại nghe danh cũng nhờ phước đức căn lành trồng sâu Thế Tôn độ tương nhiệm màu làm cho muôn loài cúi đầu chi tâm đảnh lễ Nam Mô Tần hư không biển pháp giới quả hiền vì lai tà phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo chí tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát Chí Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ
vô thượng thầm thâm vi diệu pháp ba thiên vàng kiếp nan tao ngộ ngã kim kiến văn đắc thọ trì suy nghĩ kỹ ta sẽ
ông mạng thù thất lời bạch rằng dạ mong Thế Tôn nói chúng con xin nghe Phật bảo ông mạng thù thất lời ở phương đông cách đây hơn mười căn và xa cõi Phật có một thế giới tên là Tịnh Lưu Ly Đức Giáo Chủ cõi ấy hiệu là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Minh Hạnh Viên Mãn Thiện Đài thế gian dạy vô thượng xây điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật bả già phạm này mạng thù thất lợi đức dược sư Lưu Ly Quang Như Lai khi còn tu hành đạo Bồ Tát có phát mười hai nguyện lớn khiến cho chúng hữu tình cầu chỉ được nay nguyện thứ nhất ta nguyện đời sau khi chứng đẳng đạo chánh đẳng chánh giác thân ta có hào quang sáng suốt rực rỡ chiếu khắp vô lượng vô số vô biên thế giới khiến cho tất cả chúng hữu tình đều có đủ 32 tướng đại trường vô cùng tám chục món tùy hình trang nghiêm như thân của ta vậy nguyện thứ ai ta nguyện đời sau khi đặng đạo Bồ Đề thân ta như ngọc lưu ly trong ngoài sáng suốt tinh sạch hoàn toàn không có chút nhớ bận anh quang minh chói lọi khắp nơi công đức cao vòi vòi và an trú giữa tầng lưới giờ bằng tia sáng tỏ hơn vầng nhật nguyệt chúng sanh trong cõi u minh đều nhờ ánh sáng ấy mà tâm trí được mở mang vào tùy muốn đi đến chỗ nào để làm các sự nghiệp gì cũng đều được cả nguyện thứ ba ta nguyện đời sau khi đặng đạo Bồ Đề dùng trí huệ phương tiện vô lượng vô biên độ cho chúng hữu tình kiến ai nấy đều có độ các vật dòng chớ không cho ai phải chịu sự thiếu thốn nguyện thứ tư ta nguyện đời sau khi đặng đạo Bồ Đề nếu có chúng hữu tình tu theo tà đạo thì ta khiến họ quay về an trụ trong đạo Bồ Đề hoặc có những người tu hành theo hạnh thinh văn đọc giác thì ta cũng lấy pháp đại thừa mà giải báo cho họ nguyện thứ năm ta nguyện đời sau khi đặng đạo Bồ Đề nếu có chúng hữu tình nhiều vô lượng vô biên ở trong giới
thì ta kiến cho tất cả đều giữ được giới pháp hoàn toàn đầy đủ cả tam tổ tịnh giới. Giả sử có người nào bị tội vi phạm giới pháp mà khi đã nghe được danh hiệu ta thì trở lại được thanh tịnh khỏi xa vào đường ác. Nguyện thứ sao ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình này nào thân hình hèn hạ các căn không đủ xấu xa cờ cạo tai điếc mắt đuôi nói năng ngọng liều tay chân bật nguyền lát hồi điên cuồng chịu tất cả những bản khổ ấy mà khi đã nghe danh hiệu ta thì liền được thân hình đoàn chánh tâm tâm khôn ngoan các căn đầy đủ không còn những bản khổ ấy nữa. Nguyện thứ bảy ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nào bị nhân chứng bệnh hiểm nghèo không ai cứu chữa không ai để nương nhờ không gặp thầy không gặp thuốc không bà con không nhà cửa chịu nhiều nói nghèo hèn khốn khổ mà hãy danh hiệu ta đã nghe lọt vào tay một lần thì tất cả bản hoạn khổ não đều tiêu trừ thân tâm an lạc và quyến xâm vầy của cải sung túc cho đến chứng được đạo quả vô tưởng Bồ Đề. Nguyện thứ tám ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có những phụ nữ nào bị trăm điều hèn hạ khổ sở của thân gây làm cho buồn rầu bực tức sanh tâm nhàm chán muốn bỏ thân ấy mà hãy nghe danh hiệu ta rồi thì tất cả đều được chuyển thân gái thành thân trai coi đủ hình tướng trưởng phù cho đến chứng được đạo quả vô thượng Bồ Đề. Nguyện thứ chính ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề thì khiến cho những chúng hữu tình này ra khỏi vòng lưới ma nghiệp được giải thoát tất cả sự ràng buộc của ngoại đạo. Nếu có những kẻ xa vào rừng ác kiến ta nhiếp dẫn họ trở về với chánh kiến và dần dần tiếng ngõ tạp theo các ảnh Bồ Tát đặng mau chứng đạo chánh đặng Bồ Đề. Nguyện thứ mười ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nào mà pháp luật nhà vua gia tội quái bị
đạp hoặc bị giam giữ trong chúng lao tù, hoặc bị chém giết, hoặc bị nhiều tai nạn nhục nhã, thân tâm chịu những nỗi khổ buồn rầu bất rứt, hãy nghe đến danh hiệu ta thì nhờ sức quay thần phương đức của ta đều được giải thoát tất cả những nỗi u khổ ấy. Nguyện thứ 11, ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nào bị sự đôi khác hoàn hành đến nỗi vì tiền miếng ăn phải tạo các nghiệp dữ, mà hãy nghe danh hiệu ta rồi chuyên niệm thọ trì thì trước hết ta dùng các món ăn uống ngon là ban bố cho thân ngọ được no đủ, và sao ta mới đem pháp vị nhiễm màu kiến lập cho họ cai cảnh giới an là hoàn toàn. Nguyện thứ 12, ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình này nào nghèo đến nỗi không có ẩn nào che thân, bị mỏi mầm căng đốt nóng lạnh dài dầu ngày đêm khổ bước, hễ nghe đến danh hiệu ta mà chuyên niệm thọ trì thì ta khiến cho được như ý muốn, nào các thứ y phục tốt đẹp, nào tất cả các bảo vật trang nghiêm, nào tràn qua phân xa ba các mùi thơm, và trong nhạc cùng những điệu ca múa tùy tâm muôn thưởng thức món nào cũng được thỏa mãn cả. Này mạng thù thất lợi, đó là 12 lời nguyện nhiễm màu của đức dược sư Lưu Ly Quang Như Lai ứng chánh đẳng gia khoát ra trong khi tu hành đạo Bồ Tát. Lại nữa mạng thù thất lợi, đức dược sư Lưu Ly Quang Như Lai kia khi còn tu hành đạo Bồ Tát khuất những lời nguyện rộng lớn và những công đức trang nghiêm ở cõi ngài. Dầu ta nói mạng một kiếp hay hơn một kiếp cũng không thể nào được, nhưng ta có thể nói ngay rằng cõi Phật chia một bề thanh tịnh không có đàn bà, cũng không có đường dữ, và cái đến tiếng khổ cũng không ở cõi ấy. Đất toàn bằng chất lưu ly, đường đi có dây bằng vàng, dân làm ranh giới còn thành quách cung điện mái hiên cửa sổ, cho đến các lớp lưới bao phủ cũng toàn
bảo làm ra. Thật chẳng khác gì những công đức trang nghiêm ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Vậy cõi Phật ấy có hai vị Đại Bồ Tát là Nhật Quang Biên Chiếu và Nguyệt Quang Biên Chiếu, chính là hai bậc thượng thủ trong vô lượng vô số Bồ Tát, và lại là những bậc sắp bổ sư làm Phật. Hai vị này đều giữ gìn kho báu chánh pháp của Phật giữa xứ Lưu Ly Quang Như Lai Mạng Thù Thất Lời. Vì thế những kẻ thiện nam tín nữ nào có lòng tin vững chắc thì nên nguyện sanh về thế giới của Ngài Lục Mây Đức Thế Tôn lại bảo ông Mạng Thù Thất Lời. Động tư rằng có những chúng sanh không biết điều lành, giữ cứ ôm lòng bọn sen tham lam, không biết bố thí mà cũng không biết quả bao của sự bố thí là gì. Ngu si vô tri thiếu hẳn đức tin, lại am chữa chất của cải cho nhiều đêm ngày bó bò dình giữ thấy ai đến xin lòng đã không muốn. Nhưng nếu cực chẳng đã phải đưa của ra thì đau đớn mến tiếc dường như là cách thật cho người vậy lại có vô lượng. Chúng hữu tình tham lần chỉ lo tích trữ của cái cho nhiều mà tự mình không dám ăn tiêu, còn nói chi đến sự đem của ấy thi cho cha mẹ. Vợ con tôi tớ và những kẻ nghèo hèn đến xin, những kẻ tham lận ấy khi chết bị đỏ vào đường ngã quỷ hay bàn xanh mặt dầu. Ở trong ác thú những nhà đời trước sống trong cõi nhân gian, đã từng nghe qua danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai mà nay lại còn nhớ niềm. Đến danh hiệu Ngài thì liền từ cõi ấy thoát sanh trở lại làm người kia, làm người lại nhớ đến kiếp sống trong đường ngã quỳ. Súc sanh biết sợ sự đau khổ nên không mưa đắm dục lạc, mà còn muốn tự mình làm việc bố thí khen ngợi người khác làm việc bố thí. Không tham tiếc món gì và lần lần có thể đem cả đầu mắt tay chân ấy máu thịt của phần thân mình mà bố thí cho những kẻ đến xin cũng được. Huống chi của cải là những vật
thừa lại nửa mạng thù tất lợi trong chúng hữu tình. Nếu có những người nào tỏ các giới của Phật để tu học mà lại phá giới, hoặc có kẻ không phá giới mà lại phá phép tắc, hoặc có kẻ tuy chẳng phá giới và phép tắc mà lại quý hoài chánh kiến, hoặc có kẻ tuy không quý hoài chánh kiến mà lại bỏ sự đa văn, nên không hiểu được nghĩa lý sâu xa trong kinh Phật nói. Hoặc có kẻ tuy đa văn mà có thói tăng thượng mạng, do thói tăng thượng mạng ấy che lấp tâm tâm cô chấp cho mình là phải, người khác là quấy, chê bai chánh pháp kết đàn với ma. Những kẻ ngu si ấy tự mình đã làm theo tà kiến mà lại còn khiến cho vô số ức chịu chung ngũ tình, cũng bị xa vào hố nguy hiểm. Nhưng chúng ngũ tình ấy bị trôi lăn trong các đường địa ngục ngạ quỷ bàn xanh, không khi nào cùng. Nhưng nếu nghe được danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì họ liền bỏ những hành dữ tu theo các pháp lành, coi bị đọa vào vòng ác thú nữa. Giả sư có người không thể bỏ những hành dữ và không tu theo những pháp lành mà phải bị đọa vào vòng ác thú, thì cũng nhờ quay lực bốn nguyện của Đức Dược Sư khiến cho họ khi tạm nghe được danh hiệu ngài, liền từ nơi ác thú mạng chung trở sanh vào cõi người, được tinh tấn tu hành trong sự hiểu biết chân chân kéo điều hòa tâm đi, bỏ tục xuất gia thọ trì và tu học theo giáo pháp của Như Lai, đã không quỷ phạm lại thêm chánh kiến đa văn, hiểu rõ nghĩa lý sâu xa, lìa được thói tăng thường mạng, không chê bai chánh pháp, không bè bạn với ma, dần dần tu hành theo hành Bồ Tát, chống được viên mạng lại nửa mạng thù thất lời. Nếu chúng hữu tình có tình tham lam tật đố, hay khen mình chê người thì sẽ bị đỏ trong ba đường địa ngục ngã quỷ súc sanh, phải chịu nhiều sự đau đớn khổ sở. Trải qua không biết mấy ngàn năm mới hết, khi đã mang sự đau khổ kia
thường bị người hành đánh đập và bị đói khát dày vò, lại phải đi đường xa chở nặng cực nhọc muôn phần, còn như mãi đành làm thân người thì lại bị sanh vào hang hạ, tiện phải làm tôi tớ cho kẻ khác, mãi bị họ sai sử, không khi nào được chút thông và tự do. Nếu những nhân vật ấy đời trước khi còn trong nhân đạo đã từng nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lũ Ly Quang Như Lai, thì do cái nhân lành ấy ngày nay nhớ lại, chí tâm quy y ngài, nhờ thần lực của ngài gia để mà thoát khỏi mọi sự khổ não, các căn thông lại trí huệ sáng suốt lại thêm đa văn. Hằng cầu thân quốc thường gặp bạn lành, đời đời giúp hạng lưới ma đập nát vỏ vô minh, tất cạn sông phiền não mà được giải thoát khỏi nạn sanh lão bệnh tử. Và những nỗi đau khổ lo buồn lại nữa, mang thù thất lợi nếu dũng ngộ tình, này có tánh mưa sự ngàn trái chia lìa, tranh đấu kiện cáo lẫn nhau làm máu lòng. Cho mình và người đem thân khẩu ý, tạo thêm mãi những ác nghiệp, xoay qua trở lại đường, làm những việc không nhiều ức để mưu hại lẫn nhau. Hoặc cáo triệu những thần ở núi rừng cây mã để hại người, hoặc giết chúng sanh lấy quyết thịt, cùng tới quỷ dược so và quỷ la sát để cậy quỷ hại người. Hoặc biên tên họ và làm hình tượng của người cô quán, rồi dùng phép chú thuật tà ác mà trù ẻo cho chết, hoặc theo lối êm đối và dùng nhấn đồ độc, hoặc dùng chú quá phai mạng người nêu chúng ô tình, bị những tai nạn ấy mà nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì các thứ tà ác kia không hề hại được. Tất cả những kẻ tâm kia đều trở lại khởi lòng từ, làm việc lợi ích an vui cho kẻ khác, không còn ý tổn não và tâm hiềm dần. Hai bên hòa hảo với nhau và đối với vật thọ dụng của ai, thì người ấy tự vui mừng biết đủ, không xâm lấn của nhau mà lại còn giúp đỡ lẫn nhau nữa, lại nữa mãn thù thất lời.
nếu trong hàng tự chúng bi so bi so ni ô ba sắc ca ô ba tư ca và những kẻ thiện nam tín nữ đều có tỏ truyền tám phần trai giới hoặc trong một năm hoặc mỗi năm ba tháng vân giữ giới pháp làm nơi y chỉ tu học rồi đem căn lành này nguyện sanh về chỗ Phật vô lượng thọ. Ở thế giới cực lạc Tây Phương đặng nghe chánh pháp, nhưng nếu chưa quyết định mà nghe được danh hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì khi mạng chung sẽ có tâm vị Đại Bồ Tát Như Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát Đắc Đại Thế Bồ Tát Vô Tận Ý Bồ Tát Bảo Đàng Hoa Bồ Tát Dược Dương Bồ Tát Dược Thượng Bồ Tát Di Lặc Bồ Tát từ trên không đi đến đưa đường chỉ lối cho thì liền được vạn sanh trong những quả báo đủ màu. Hoặc nếu có kẻ nhân nguyện lực của Đức Dược Sư mà được thác sanh lên cõi trời và mặc dầu sanh lên cõi trời nhưng nhờ cái căn lành sẵn có ấy chưa hết thì không còn sanh lại. Những đường ác nữa khi tôi thọ ở cõi trời đã mang sanh lại trong cõi người thì hoặc làm đến bậc luân vương thông nhiếp cả bốn châu thiên hà. Quay đức tự tại giao quá cho vô lượng trăm ngàn chúng hộ tình theo con đường thập thiện hoặc sanh vào dòng sắc đế lời. Bà La Môn hay cư sĩ đại gia của tiền dư vật khó đụng trang đầy tướng mạo đoan trang quyến thuộc xâm vầy lại được thông minh trí huệ giọng mạnh quay hùng như người đại lực sĩ. Còn nếu có người phụ nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai mà hết lòng thọ trì danh hiệu ấy thì đời sau sẽ không làm thân gái nữa này mang thù thất lợi Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai kia khi đã chứng được đạo Bồ Đề. Do sức bổn nguyện mà Ngài quan sát biết chúng hữu tình gặp phải cái tư bệnh khổ như da vàng gầy ốm cảm nhiệt thương hàng hoặc chúng phải những thứ êm đối đồ độc. Hoặc bị hoành tử, hoặc bị chết
non muốn nhận chứng bệnh đau khổ ấy được tiêu trừ, và lòng mong cầu của chúng hữu tình được mãn nguyện, ngài liền nhập định kêu là đừng. Diệt trừ tất cả khổ não chúng sanh khi ngài nhập định, từ trong nhục kế phóng ra luồng ánh sáng lớn, trong luồng ánh sáng ấy nói chú Đại Đà La Ni: Nam mô Bạt Già Phật Đế Bệ Sắc Xa Lu Lô Thích Lu Ly Bát Lạc Bà Hắc Ra Xà Già Đạt Tha Yết Đa Gia A Ra Hắc Đế Tam Miệu Tam Bột Đà Gia Đạt Điệt Tha An Bệ Sắc Thệ Bệ Sắc Thệ Bệ Sắc Xà Tam Một Yết Đế To Ha Lúc Mấy Trong Luồng Ánh Sáng Diễn Chú Này Rồi. Cả đại địa rung động vong ra ánh đại quang minh, làm cho tất cả chúng sanh dứt hết bệnh khổ, hướng được an vui này mang thù thất lời. Nếu thấy những người nào đang mất bệnh khổ thì phải tâm gọi cho sạch sẽ, và vì họ nhất tâm tụng chú này. Một trăm lẻ tám biến chú nguyện trong đồ ăn, trong thuốc uống hay trong nước không quy trùng, mà cho họ uống thì những bệnh khổ ấy đều tiêu diệt. Nếu có ai mong cầu việc gì mà chỉ tâm tụng niệm chú này thì đều được như ý muốn, đã không bệnh lại thêm sống lâu sau khi mạng chúng được sanh về. Thế giới tình lũ ly không còn thói chuyển, rồi dần dần tu chứng đến đạo quả Bồ Đề, vậy nên mang thù thất lời. Nếu có những người nào hết lòng ân cần tôn trọng cung kính cúng dường đức dược sư lưu ly qua Như Lai thì phải thường trì tụng chú này. Đừng lãng quên lại nữa, nếu có những kẻ tình tính nam nữ nào được nghe rồi tụng trì danh hiệu đức dược sư lưu ly quán Như Lai ứng chánh đẳng giác, mỗi sớm mai xúc miệng đánh răng tâm gọi sạch sẽ, xong lại thắp hương rải dầu thơm các món kỳ nhạc để cúng dường hình tượng còn đối với kinh điển này. Thì tự mình hay dạy người khác chép ra, rồi giữ một lòng thọ trì và suy nghĩ nghĩa lý đối với vị pháp sư giảng nói kinh pháp thì phải nên cúng dường.
tất cả những vật cần dùng đừng để thiếu thốn, hễ ít lòng như vậy thì nhờ chư Phật hộ niệm được mãn nguyện mọi sự mong cầu cho đến chứng đặng đạo quá Bồ Đề nương. Lúc bấy giờ mạng thù tất lợi đồng tư bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, con thề qua thời kỳ thượng pháp sẽ dùng đô trước phương tiền, khiến cho những thiện nam tín nữ có lòng tin trong sạch được nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lô Ly Quang Như Lai cả đêm trong giấc ngủ của họ. Con cũng dùng danh hiệu của Đức Phật này thức tình nơi tai cho họ rõ biết: bạch Đức Thế Tôn, nếu ai thọ trì đọc tụng kinh này hoặc đem giảng nói bài to cho người khác, hoặc tự mình hay dạy người biên chép kinh này, hết lòng cung kính tôn trọng dùng những bông thơm dầu thơm các tứ hương đổ tràn qua anh lạc vương lòng, cùng âm nhạc hát múa mà cúng dường, hoặc dùng hàng ngũ sắc làm đại đựng kinh này, rồi quét dọn một nơi sạch sẽ thiết lập một cái tòa cao mà để lên, thì lúc mấy có bốn vị thiên vương quyến thuộc và cùng vô lượng trăm ngàn thiên chúng ở các cõi trời khác đều đến đó mà cúng dường và thủ hộ bạch Đức Thế Tôn. Nếu kinh này lưu hành đến chỗ nào có người thọ trì và nghe được danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì nhờ công đức bốn nguyện của Ngài mà chỗ ấy không bị nạn hoành tử, cũng không bị những ác quỷ ác thần đọt lấy tinh ký, và dẫu có bị đọt lấy đi nữa cũng được hoàn lại thân tâm yên ổn khỏe mạnh như thường. Phật bảo mãn thù thất lời, phải phải thiệt đúng như lời ngươi nói này, mãn thù thất lời. Nếu có những người tình tính thiện nam tính nữ nào muốn cúng dường Đức Dược Sư Lô Ly Quang Như Lai thì trước phải tạo lập hình tượng Ngài đem để trên tòa cao chân dọn sạch sẽ các thứ, rồi rải bông đốt các thứ dùng các tứ tràng phan trang nghiêm chỗ thờ ấy trong bảy ngày bảy đêm, phải thọ tám phần trai giới ăn đồ thánh trai tắm gội
gọi và y phục chánh tề. Giữ lòng thanh tịnh không giận dữ không sát hại đối với tất cả loài hữu tình, phải khởi tâm bình đẳng đủ cả tâm từ bi hỷ xa, làm cho họ được lợi ích an vui, đánh nhà ca hát ngợi khen và do khuya hổ đi nhiều quanh tượng Phật, lại phải nghĩ nhớ công đức bổn nguyện và đọc tụng kinh này, suy nghiệm nghĩa lý mà diễn nói khai thị cho người khác biết, làm như vậy thì mong cầu việc chi cũng đều được tội ý, như cầu sống lâu được sống lâu. Cầu giàu sang được giàu sang, cầu quan vị được quan vị, cầu sanh con trai con gái thì sanh được con trai con gái. Lại nếu có người nào trong giấc ngủ thấy những điềm chiếm bao giữ, còn khi thức thấy những ác tướng như chim đến đầu nơi vườn nhà hoặc chỗ ở, hiện ra trăm điều quái gì mà người ấy dùng những của báo cung dường đức dược sư lưu ly quang Như Lai. Thì những ác mộng mát tướng và những điều xấu ấy thay điều ấm hết, không còn phải lo sợ gì nữa. Nếu gặp tai nạn nguy hiểm như nạn nước lửa gươm đao thuốc độc và các cầm thú dữ gây sự sợ hãi như voi sư tử cọp sói gấu rắn độc bò cạp rít sơn lằn môi, mà hết lòng nhớ niệm và cung kính cung dường đức Phật dược sư thì được thoát khỏi những sự sợ hãi ấy. Hoặc nếu bị nước khác xâm lăng nhiều hài, trộm cướp rối loạn mà nhớ niệm và cung kính đức Phật dược sư thì cũng được thoát khỏi những nạn ấy. Lại nữa mạng thù thất lời, nếu có thiện nam tính nữ nào từ khi phát tâm thọ giới cho đến ngày chết không thờ những vị trời nào, chỉ một lòng mày nương theo Phật pháp tăng thọ trì giới cấm hoặc năm giới mười giới Bồ Tát mười giới trọng 48 giới khinh, tỳ kheo 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới. Nếu có ai quỷ phạm những giới pháp đã thọ, sợ đó vào ác thú. Hễ chuyên niệm và cung cứ
kính cúng dường đức Phật dược sư thì quyết định không thọ sanh vào trong ba đường ác lại nếu có người phụ nữ nào. Đường lúc sanh sản phải chịu sự cực khổ đau đớn mà xưng danh hiệu lễ bái và hết lòng cung kính cúng dường đức Phật dược sư thì khỏi những sự đau khổ ấy. Mà sanh con ra cũng được vuông tròn tướng mạo đoan trang lợi căn thông minh an ổn ít bệnh hoạn ai thấy cũng vui mừng và không bị quỷ cướp đoạt tinh khí. Lúc mấy Đức Thích Ca cũng bảo ông Ma Nan rằng ngày theo như ta đã xứng dương những công đức của Phật dược sư Lưu Ly Quang Như Lai đó là công hành rất sâu xa của chư Phật khó hiểu thấu được. Vậy người có tin chăng ông Ma Nan bạch Phật bạch Đức Thế Tôn đối với cái kinh của Như Lai nói không bao giờ con sanh tâm nghi hoặc vì sao vì những nghiệp thân khẩu ý của khang đức Như Lai điều thánh tình. Bạch Đức Thế Tôn mặt trời mặt trăng có thể rơi xuống núi diệu cao có thể lay động nhưng những lời của chư Phật nói ra không bao giờ sai được. Bạch Đức Thế Tôn nếu có những chúng sanh nào tính căn không đầy đủ nghe nói đến những công mạnh xấu xa của chư Phật thì nghĩ rằng làm sao chỉ niệm danh hiệu. Của một đức dược sư Lưu Ly Quang Như Lai mà được nhiều công đức thắng lợi ngần ấy vì sự không tin đó trở sanh lòng quy bán nên nó phải mất nhiều điều lợi ích. Mãi ở trong cảnh đêm dài tâm tối và lại còn bị đỏ lạc trong các đường ác thú lưu chuyển không cùng Phật lại bảo ông Ma Nan những chúng hổ tình ấy. Nếu nghe danh hiệu đức dược sư Lưu Ly Quang Như Lai chí tâm thọ trì không sanh lòng nghi hoặc mà đọ vào ác thú thì thật là vô lý vậy. Này A Nan đó là công hạnh rất sâu nhiệm của chư Phật có tin có hiểu mà nay ngươi lãnh tỏ được thì biết rằng đó là nhờ quái lực của Như Lai. Vậy này A Nan tất cả các hàng thính văn
độc giác và các bậc Bồ Tát chưa lên đến bậc sơ địa đều không thể tin hiểu. Đúng như thật chỉ trừ những bậc nhất sanh sở hệ Bồ Tát mới tin hiểu được mà thôi. Này A Nan, thân người có đần, nhưng hết lòng tin kính tôn trọng ngôi Tam Bảo còn khó hơn, huống chi nghe được danh hiệu của Đức vừa xưa luôn ly quang Như Lai lại còn khó hơn nữa. Này A Nan, Đức vừa xưa luôn ly quang Như Lai tu không biết bao nhiêu hạnh Bồ Tát dùng, không biết bao nhiêu phương tiện khéo léo quả, không biết bao nhiêu nguyện rộng lớn. Nếu ta nói ra trong một kiếp này ơi một kiếp, thì kiếp số có thể mau hết, chớ những hạnh nguyện và những phương tiện khéo léo của Đức Phật kia không khi nào nói cho hết được. Lúc bấy giờ trong chúng hội có một vị Đại Bồ Tát tên là Cứu Thoát, liền từ chỗ ngồi đứng dậy vén đi để bài vai bên hồ gối bên mặt quỳ sát đất cuối mình chắp tay bạch Phật rằng: bạch Đại Đức Thế Tôn, đến thời kỳ tượng Pháp có những chúng sanh bị nhiều hoạn nạn cũng khổ tật bệnh luôn luôn thân hình gầy ốm ăn uống không được, môi cổ khô ráng mắt thấy đèn tối thương chết hiện ra, cha mẹ bà con bè bạn quen biết dây quanh khóc lóc, thân người bệnh vẫn còn nằm đó mà đã thấy sư già đến dần thần thức đem lại trước mặt vua Diêm Ma Pháp Dương rồi liền khi ấy vị thần cầu sanh đem sổ ghi tội phước của người đó dựng lên. Vua Diêm Ma lúc mấy vua quán hỏi rồi kê tính những tội phước của người kia đã làm mà xử đoán. Nếu trong lúc đó những bà con quen biết vì người bệnh này quy y với Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai và thân chúng tăng đọc tụng kinh này, đốt đèn bái từng treo thần quan tục mạng năm sắc thì hoặc liền trong lúc mấy hoặc trải qua bảy ngày 21 ngày 35 ngày 49 ngày thần thức người kia đưa trở lại như vừa tới.
tình giấc chim bao tử mình nhớ biết những nghiệp lành nghiệp dữ và sự quả báo đã còn bởi chính đã rõ thấy nghiệp bao như vậy nên giàu có gặp phải những tai nạn nguy hiểm đến tánh mạng cũng không dám tạo những nghiệp mát như vậy nữa. Vậy nên những tình tinh thiện nam tính nữ đều phải một lòng thọ trì danh hiệu và tùy sức mình cung kính cúng dường đức dược sư Lưu Ly Quang Như Lai. Lúc bấy giờ ông A Nan hỏi cứu thoát Bồ Tát rằng này thiện nam tử nên cung kính cúng dường đức dược sư Lưu Ly Quang Như Lai như thế nào? Còn đèn và khoan tục mạng phải làm cách sao cứu thoát Bồ Tát nói đưa đại đức. Nếu có người bệnh nào muốn cõi bệnh cổ thì quyến thuộc họ phải thọ trì tám phần trai giới trong bảy ngày bảy đêm tùy theo sức mình sắm sửa đồ ăn uống và các thứ cần dùng các cúng dường chư tăng ngày đêm sáu thời. Lễ bái cúng dường đức dược sư Lưu Ly Quang Như Lai đọc tụng kinh này 49 miếng và thắp 49 ngọn đèn lại tạo bãi hình tượng đức dược sư. Trước mỗi hình tượng đây bãi ngọn đèn mỗi ngọn lớn như bánh xe đốt luôn trong 49 ngày đêm đừng cho tắt còn cái thần phán thì làm bằng hàng ngũ sắc. Bề dài 49 gan tay và phải phóng sanh 49 thứ loài vật thì người bệnh ấy qua khỏi ách